Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ bảy ngày 18 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Như thường lệ, phần điểm những thông tin chính sẽ đến ngay sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết giải báo chí Hải Triều lần thứ 3. Quảng Điền khai mạc lễ hội sóng nước Tam Giang năm 2022 với chủ đề Tam Giang sóng hát. Nói đến báo chí hay nghề báo thì người ta thường nghĩ ngay tới các tờ báo và những nhà báo phóng viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trung ương của tỉnh, mà ít ai biết đến những người làm báo cấp huyện. Cùng tìm hiểu về họ trong phần cuối chương trình. Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết trao giải báo chí Hải Triều lần thứ 3. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hải Vân cùng lãnh đạo các sở ban ngành, hội nhà báo tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Thanh Bình gửi lời chúc mừng đến các tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí Hải Triều lần thứ 3 năm 2022. Ghi nhận và biểu dương những thành quả mà đội ngũ báo chí của tỉnh đã đạt được trong những năm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cũng mong muốn những người làm báo trên địa bàn tỉnh sẽ là cánh tay nối dài của báo chí, vừa là cầu nối kết nối giữa chính quyền và nhân dân, là kênh thông tin nhanh nhạy, thời sự và đáng tin cậy nhằm định hướng dư luận, bảo vệ sự thật, lẽ công bằng và chân chính, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Giải báo chí Hải Triều lần thứ 3 đã nhận được gần 60 tác phẩm đã qua vòng tuyển chọn từ cơ sở để chọn ra 27 tác phẩm xuất sắc, gồm 6 giải nhì, 10 giải ba và 11 giải khuyến khích. Các nội dung được phản ánh trong các tác phẩm năm nay được đánh giá là có nhiều định hướng cụ thể khởi sắc, như vấn đề di dân để nơi ở mới, mở rộng thành phố, bảo tồn các giá trị văn hóa Huế. Các nội dung về phòng chống dịch COVID-19 cũng đặc biệt được chú trọng phản ánh với nhiều khía cạnh về hành động, cảm xúc của đội ngũ y bác sĩ, những định hướng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, các vấn đề về kinh tế, phát triển du lịch, các dự án đầu tư có trọng điểm. Chất lượng các loại hình báo nói, báo in, báo hình, báo điện tử cũng được đánh giá là phát huy được tối đa tính đặc thù riêng, thể hiện đa dạng ngôn ngữ và góc nhìn, âm thanh, ánh sáng và các kỹ thuật ghi hình. Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế năm nay có 3 tác phẩm đạt giải khuyến khích, 2 tác phẩm đạt giải ba và 2 tác phẩm đạt giải nhì. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của tuần lễ áo dài hưởng Festival Huế 2022, sáng nay Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ tri ân chùa Nguyễn Phúc Khoáng tại Triều Miếu, Đại Nội Huế nhằm tỏ lòng biết ơn bậc tiền nhân đã khai sáng phát triển chiếc áo dài trở thành trang phục truyền thống của Việt Nam. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tham gia đoàn rước. Sau khi thắp hương ở lăng mộ chùa Nguyễn Phúc Khoáng, hơn 300 người trong trang phục áo dài khăn đóng đã diễu hành qua Đại Nội Huế, đường 23 tháng 8, đường Đoàn Thị Điểm để vào Triều Tổ Miếu trong Hoàng Thành Huế dân hương. Theo sử ghi, chùa Nguyễn Phúc Khoáng là người đã ban hành quy định nhằm đình chế lại chế độ y quan trong triều chính, quy định lại chiếc áo dài của cả nam lẫn nữ nhằm phân biệt y phục giữa đàng trong và đàng ngoài. Do đó, Lê Quỷ Đôn trong sách Phụ Biên Tạp Lục đã nhận xét rằng chùa Nguyễn Phúc Khoáng đã viết những trang sử đầu cho chiếc áo dài như vậy. Lễ tri ân là một phần trong đề án Ngày hội áo dài Huế nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Huế, cũng là cơ sở tiến tới xây dựng đề án Huế kinh đô áo dài. Là cái nôi của áo dài Việt Nam, Huế còn lưu giữ các giá trị đặc trưng của áo dài truyền thống và là nguồn cảm hứng trong việc sáng tạo nhằm nâng cao giá trị của áo dài Việt Nam. Trước đó, vào chiều qua tại Bìa Quốc học Huế, thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phát động tuần lễ áo dài cộng đồng Huế năm 2022. Sự kiện diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc từ nhiều đơn vị tổ chức trên địa bàn như trình diễn áo dài, nhảy tập thể với áo dài, nhã nhạc cung đình, với mong muốn lan tỏa giá trị nét đẹp của tà áo dài đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài nước. Tuần lễ áo dài năm nay sẽ được diễn ra với nhiều hoạt động xuyên suốt trong một tuần lễ kéo dài từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 6. Đến với tuần lễ áo dài cộng đồng Huế 2022, du khách sẽ được lắng nghe hơi thở của thời gian, đan xen quá khứ hiện tại cùng những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, nhẹ nhàng tung bay trên những tà áo dài thước tha. Tuần lễ hứa hẹn sẽ khắc họa ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách và người dân với đa dạng các hoạt động hấp dẫn. Đây là dịp để khai thác thế mạnh thương hiệu áo dài Huế và góp phần tuyên truyền quảng bá văn hóa Huế.
Tối ngày 17 tháng 6, huyện Quảng Điền tổ chức khai mạc lễ hội sóng nước Tam Giang năm 2022 với chủ đề Tam Giang sóng hát. Lễ hội hứa hẹn nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mang đậm chất sông nước của vùng quê Quảng Điền. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Đêm khai mạc lễ hội sóng nước Tam Giang năm 2022 được huyện Quảng Điền tổ chức tại bến đò Côn Tộc. Chương trình nghệ thuật lễ khai mạc với chủ đề Tam Giang sóng hát được dàn dựng gợi nhớ truyền thống quê hương, tình yêu mảnh đất con người, yêu cuộc sống, yêu lao động. Đặc biệt các tiết mục nghệ thuật được biểu diễn trên sân khấu nổi trên mặt nước phá Tam Giang càng làm cho đêm hội lung linh huyền ảo. Hàng ngàn khán giả, khách mời gần xa đã hào hứng khi được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đặc trưng của miền quê sông nước bên phá Tam Giang Quảng Điền với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Chúng ta đêm khai mạc rất là phấn khích, rất là vui vẻ, rất là đông, nhất là về cái khâu mà an ninh trật tự tối hôm nay là rất là nghiêm chỉnh, tốt. Lễ hội sóng nước Tam Giang năm 2022 diễn ra trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 6 năm 2022 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mang đậm chất sông nước của vùng quê Quảng Điền, nhằm quảng bá giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước về tiềm năng văn hóa, kinh tế, du lịch của Quảng Điền, tôn vinh những giá trị cảnh quan về đa dạng sinh học và đời sống của người dân vùng đầm phá Tam Giang. Đối với mảnh đất con người của Quảng Điền với bạn bè quốc tế, cũng như là được Thủ tướng công bố cái huyện đạt chuẩn nông thôn năm 2020, huyện Quảng Điền tổ chức cái lễ hội sóng nước Tam Giang nhằm giới thiệu cho bạn bè trong và ngoài nước biết về mảnh đất Quảng Điền. Qua đây thì huyện cũng mong muốn góp phần kích thích phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy du lịch của huyện. Huyện cũng mong muốn thông qua các hoạt động này nhằm để giúp cho nhân dân tạo khí thế phấn khởi sau một giai đoạn rất dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid. Ngoài chương trình nghệ thuật đêm khai mạc tại lễ hội sóng nước Tam Giang còn diễn ra cả hoạt động sôi nổi như hội chợ thương mại ẩm thực, biểu diễn trang phục áo dài, biểu diễn hò bà trào, các hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại về sản phẩm nông nghiệp sạch, trưng bày ảnh nghệ thuật, tổ chức hội thi ẩm thực, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương. Những hoạt động này hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị khi đến với Quảng Điền. Tối 17 tháng 6, Viện Pháp tại Huế phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sách Thải Hà tổ chức ra mắt bản dịch tiếng Việt tác phẩm Kho báu Kinh Thành Huế sau ngày thất thủ kinh đô của François Thierry. Tác phẩm Kho báu Kinh Thành Huế sau ngày thất thủ kinh đô của François Thierry, một chuyên gia cao cấp về lịch sử tiền cổ châu Á tại Thư viện Quốc gia Pháp, được tiến sĩ dịch giả Lê Đức Quang biên dịch tiếng Việt. Tác phẩm cung cấp một góc nhìn mới lạ về ngày tưởng niệm Trần Vong 23 tháng 5 năm Ất Dậu tại cố đô Huế. François Thierry nhận định, sự bao liệt của việc cướp bóc kho báu tại Kinh Thành Huế và cả tầm vóc của cái kho báu đã để lại dấu ấn không thể nào phai mờ trong ký ức của nhiều người về sau. Tác giả đã nghiên cứu lần theo dấu vết những kho báu giữa triều Nguyễn, phần được lực lượng nổi dậy chuyển đi cất giấu, phần bị người Pháp chuyển về nước, phần do vua chúa tích lũy hay tiêu pha. Những kho báu tuần tự vào tay những người nhất thời nắm giữ được cân đong tỉ mỉ dựa theo những tư liệu chính thức của Pháp. Tác phẩm cho người đọc hiểu thêm về những câu chuyện lịch sử trong một chặng đường khá dài từ năm 1847 khi vua Từ Đức lên ngôi tại Kinh Thành Huế đến năm 1997 khi cựu hoàng Bảo Đại qua đời tại Paris. Tác phẩm cùng điểm lại chân dung của hơn 100 nhân vật hàng đầu đã tác động đến cục diện đất nước Đài Nam bấy giờ. Với việc biên dịch tác phẩm sang tiếng Việt sẽ góp phần đưa văn hóa lịch sử Việt Nam và cố đô Huế đến gần hơn với độc giả. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành công văn chỉ đạo triển khai nghị định số 38 về lương tối thiểu. Trong đó lưu ý hai nội dung sau về cơ chế và đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người lao động công đoàn và người sử dụng lao động thỏa thuận mức lương và trả lương cho người lao động. Ngoài ra các địa phương chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ hướng dẫn xử lý những vướng mắc phát sinh, hạn chế thấp nhất các tranh chấp lao động, đình công xảy ra, bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Bộ Y tế vừa phát đi thông cáo báo chí về thực trạng công tác đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế hiện nay. Theo đó, nguyên nhân chính là do tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ bị thanh tra kiểm tra, nên một số địa phương đơn vị không dám làm, không dám đấu thầu mua sắm.
Ngoài ra, việc mua sắm trong lĩnh vực y tế có lúc có nơi xuất phát từ nhu cầu bị động, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tình hình dịch bệnh, mô hình bệnh tật. Một số nguyên nhân khác như tình trạng hết hàng số đăng ký của một số loại thuốc dẫn tới chậm thâu so với dự kiến đề ra, hay khó khăn chậm có kết quả đấu thầu tập trung quốc gia, đàm phán giá một số thuộc mua sắm tập trung quốc gia dẫn tới các cơ sở phải thực hiện hình thức mua sắm tại cơ sở và không chủ động được thời gian số lượng mua sắm. Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1 tháng 7 năm 2022. Cụ thể, giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh chữa bệnh, tăng cường thanh tra kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, sử dụng tiết kiệm hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. Nhằm tuyển chọn những công chức ưu tú có đủ trình độ năng lực vào công tác ở cơ sở, sáng qua, Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022. Tham gia kỳ thi lần này có 15 thí sinh ứng tuyển vào các chức danh công chức, văn phòng thống kê, địa chính, xây dựng đô thị và môi trường, văn hóa xã hội, tài chính, kế toán. Các thí sinh phải trải qua 2 vòng thi, vòng 1 thi trắc nghiệm môn tin học và kiến thức chung, vòng 2 thi phỏng vấn trực tiếp. Những thí sinh nào sau khi hoàn thành vòng thi thứ nhất, nếu đủ điều kiện sẽ tiếp tục thi vòng 2 từ 15 đến 20 ngày sau. Thông qua kỳ thi nhằm tuyển chọn những công chức ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt huyết để cống hiến cho bộ máy hành chính cấp xã, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ở cơ sở, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và đảm bảo bình đẳng giới trong hòa giải cơ sở năm 2022 cho gần 100 đội ngũ làm công tác hòa giải viên cơ sở trên địa bàn huyện Phong Điền. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe các báo cáo viên pháp luật huyện Phong Điền truyền đạt các chuyên đề nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở, đảm bảo bình đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở. Trong đó, truyền đạt kỹ năng gặp gỡ đối tượng và nghe đối tượng trình bày, kỹ năng xem xét, xác minh vụ việc, tra cứu tài liệu tham khảo và yêu cầu cung cấp chứng cứ, nguyên tắc đưa ra lời khuyên, phương án giải quyết vụ việc. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình, các hành vi bị cấm trong quan hệ hôn nhân và gia đình, một số quy định của pháp luật về thừa kế, tầm quan trọng của đảm bảo bình đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở, yêu cầu và một số yếu tố góp phần đảm bảo thực hiện bình đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở. Thông qua hội nghị tập huấn giúp cho các hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện Phong Điền nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua việc hòa giải, hưởng các tranh chấp phát sinh được giải quyết bằng con đường hòa giải thỏa thuận, góp phần ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và những mâu thuẫn phát sinh phức tạp kéo dài trong nội bộ của một bộ phận quần chúng nhân dân. Các hòa giải viên còn được trang bị những kiến thức pháp luật để giải quyết các tình huống trong hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, góp phần đảm bảo bình đẳng giới. Từ đó xây dựng tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, hạn chế những đơn thư khiếu nại vượt cấp, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Sáng nay, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Huế, Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, hơn 300 đoàn viên thanh niên đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tham gia hiến máu tình nguyện. Phong trào hiến máu của đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong những năm qua luôn nhận được sự hưởng tích cực từ đoàn viên thanh niên với nhiều hoạt động thiết thực. Có không ít đoàn viên thanh niên đã tham gia hiến máu tình nguyện trên 10 lần. Dịp này, câu lạc bộ Ngân hàng Máu sống đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh gồm 48 thành viên với ban điều hành 5 thành viên chính thức ra mắt. Đây sẽ là lực lượng thường trực tham gia hiến máu và tiểu cầu khi có yêu cầu đột xuất. Thưa quý vị và các bạn, nói đến báo chí hay nghề báo thì người ta thường nghĩ ngay đến các tờ báo và những nhà báo phóng viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trung ương của tỉnh mà ít ai biết đến những người làm báo cấp huyện. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và phát triển cùng đội ngũ báo chí trên địa bàn tỉnh và cả nước thì đội ngũ làm báo cấp huyện đã, đang và sẽ là những cánh tay nối dài góp phần đưa những thông tin nhanh, xác thực đến với khán thính giả và bạn đọc gần xa. Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, mời quý vị cùng tìm hiểu những tâm tư tình cảm của những người làm báo ở cơ sở qua phóng sự sau.
Ở cả tuổi 66, ông Đoàn Văn Phúc đã có hơn 30 năm tham gia cống hiến cho lĩnh vực báo chí. Ông cũng là người đầu tiên trên địa bàn huyện Nam Đông được Bộ Thông tin Truyền thông cấp thẻ nhà báo. Mặc dù về hưu đã 6 năm, nhưng hiện nay ông vẫn tham gia làm phát thanh viên của chương trình Hoa Sóng Thừa Thiên Huế và trang phát thanh địa phương của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao của huyện. Với thâm niên tuổi nghề và kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn, ông Đoàn Văn Phúc đã truyền đạt và hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cho nhiều thế hệ kế cận. Nơi ông luôn có sự đam mê cháy bỏng với nghề báo. Đó không chỉ thể hiện khi còn công tác mà ngay cả khi về hưu. Chúng tôi, những người kể cần, luôn được ông chia sẻ, góp ý trong quá trình công tác cũng như đạo đức nghề nghiệp. Báo chí trên địa bàn huyện Nam Đông trong những năm qua, theo bản thân tôi đánh giá là có những cái bước tiến bộ rất là đáng kể. Hàng trăm lượt tin bài, phóng sự thông qua công tác báo chí đã truyền tải được cái tính thời sự rất là cao. Có những cái tin, ví dụ là tin về đại dịch COVID-19, về công tác phòng chống cháy rừng, nạn buôn bán lâm sản trái phép, công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là có những cái tin bài mang tính thời sự rất là cao. Kỷ niệm 97 năm báo chí cách mạng Việt Nam cho phép tôi xin chúc những người làm báo, đặc biệt là báo trên địa bàn huyện, lời chúc mừng mạnh khỏe và có những cái kết quả mới và có những cái tác phẩm hay để góp phần cùng với huyện thực hiện thành công xây dựng huyện Nam Đông đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Với nỗ lực đổi mới không ngừng vươn lên, hàng năm trung tâm sản xuất hơn 200 chương trình phát thanh, thời lượng từ 25 đến 30 phút một chương trình, được phát sóng đều đặn vào ngày thứ tư, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Qua đó nhận được nhiều phản hồi tích cực, ghi nhận góp ý chân thành của quý khán thính giả nghe đài. Một năm xây dựng 75 phóng sự phản ánh sâu, thông tin nhiều chiều, trung thực những vấn đề sự kiện diễn ra trên địa bàn. Làm công tác viên cả cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh với gần 500 tin bài mỗi năm. Những con số ấn tượng này đã cho thấy nỗ lực hết mình của mỗi một viên chức, người lao động, thực hiện có hiệu quả phương châm, một người biết chắc một việc và làm được nhiều việc. Thì trong mỗi cái nhiệm vụ được giao, thì bản thân tôi luôn cố gắng làm như thế nào đó, thì đều hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ của mình. Nhưng mà cũng không quên, nhiệm vụ chính là một phóng viên biên tập, thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, luôn cố gắng rèn luyện về cả kỹ năng, cả trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ để mỗi cái bài báo, mỗi cái thông tin được chuyển đến quý thính giả thì đều mang hơi thở của cuộc sống và trong các tin bài đó đều có đam mê, tâm huyết của mình đối với nghề. Trong quá trình xây dựng và phát triển cùng đội ngũ báo chí trên địa bàn tỉnh và cả nước, những người làm báo của huyện Nam Đông cũng đã có những bước chuyển mình vươn lên, khẳng định vị trí là cơ quan thông tin tuyên truyền của cấp ủy và chính quyền địa phương, là diễn đàn tin cậy, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với người dân, tạo sự đồng thuận chính trị, đảm bảo giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn tỉnh. Đưa tiếng nói của Đảng đến với người dân thông qua chương trình phát thanh truyền hình, giúp người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số, được tiếp cận, nghe nhìn, được cập nhật các tin tức mới, tiếp cận với kiến thức bổ ích, hữu dụng trong sản xuất, để áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất, phòng chống dịch bệnh, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đi vào đời sống đồng bào dân tộc, xây dựng cuộc sống ngày càng văn minh, tiến bộ. Thì trong sự phát triển và trưởng thành chung của ngành báo chí cách mạng Việt Nam, thì Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện, đội ngũ anh em những người làm báo, công tác viên của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện trong những năm vừa qua đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đưa tiếng nói của Đảng và nhà nước về với nhân dân, đặc biệt là những chủ trương chính sách lớn để nhân dân nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. Đội ngũ những người làm báo, cộng tác viên của huyện Nam Đông trong thời gian vừa rồi đã phản ánh trung thực, khách quan với tinh thần trách nhiệm cao nhất để giúp cho huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện nhà. Để thực bước nâng cao chất lượng các chương trình đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, mỗi nhà báo, phóng viên, biên tập và toàn thể viên chức luôn xác định đạo đức, phẩm chất chính là vấn đề cốt lõi của người làm báo. Bản thân mỗi người đều ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng, nêu cao đạo đức nghề nghiệp trong mọi hoàn cảnh. Thông tin đảm bảo sự chính xác, kịp thời nhưng cũng hướng đến những giá trị nhân văn của cuộc sống. Tập thể đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ nhau, hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao.
Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.